Nga lên tiếng về vấn đề Ukraine ứng cử vào EU. Điện Kremlin hôm 17 tháng 6 cho biết họ đang theo dõi sát sao các nỗ lực của Ukraine để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh hợp tác quốc phòng gia tăng trong EU. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vấn đề này đòi hỏi sự chú ý cao độ của Nga, bởi vì Nga nhận thức được việc tăng cường các cuộc thảo luận ở châu Âu về chủ đề gia tăng thành phần quốc phòng của EU. Có nhiều thay đổi khác nhau mà Nga đang theo dõi rất chặt chẽ, ông nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại với các nhà báo. Hôm thứ Sáu, Ủy ban châu Âu khuyến nghị EU chỉ định Ukraine và Moldova là ứng cử viên trở thành thành viên. Một nước Cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ là Georgia được yêu cầu đáp ứng một số điều kiện trước khi được cấp quy chế tương tự. Ông Petkov cũng nói rằng Nga đã liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ về việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, nhưng có sự không chắc chắn đáng kể từ phía Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư cho biết họ sẽ mất một thời gian để khử mìn tại các cảng của Ukraine một hành lang biển an toàn có thể được thiết lập ở những khu vực không có mỏ theo đề xuất của Liên Hợp Quốc. Nga cho biết họ đã cung cấp lối đi an toàn cho các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine từ các cảng biển đen, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về việc thiết lập các hành lang.